Tin nóng trong ngày, thanh niên bị truy sát chết thảm dưới ao vì bênh vực cô gái trên đường. Thưa quý vị, sự việc đau lòng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi thấy đôi trai gái cãi nhau, Phạm Hữu Phúc đã bênh vực cô gái rồi đánh nhau với người con trai và bị nhóm bạn của người này trượt đánh. Sau đó, Phúc được phát hiện đã tử vong dưới ao. Tối ngày 8 tháng 7, Công an thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết đang làm việc nhóm thanh niên gồm Phạm Ngọc Cang, 19 tuổi, Dương Thế Công, Trần Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Nhật, Trần Trương Mai Trường cùng ở thị xã An Nhơn. Để làm rõ nguyên nhân, anh Phạm Hữu Phúc, 29 tuổi, ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn bị trượt đánh, sau đó được phát hiện tử vong dưới ao. Theo các nhân chứng, tối ngày 7 tháng 7, Phạm Ngọc Cang mâu thuẫn với bạn gái nên xảy ra cãi nhau trên đường thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Lúc này, nhóm của Phạm Hữu Phúc trên đường đi nhậu về, thấy vậy nên bênh vực cô gái rồi xảy ra đánh nhau với Cang. Phạm Ngọc Cang lập tức gọi nhóm bạn là Công, Nghiêm, Nhật, Trường đến để ứng cứu. Lúc này nhóm của Cang đã dùng cây truy đuổi đánh nhóm của Phúc, làm bị thương hai người. Riêng Phạm Hữu Phúc bị phát hiện chết dưới ao sâu ở khu vực Liên Trực, phường Bình Định. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ hai khúc gỗ mà các nghi can khai nhận dùng để đánh nhau. Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong và xác định hành vi từ người tham gia trượt đánh anh Phúc để xử lý theo pháp luật. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.